đã trở lại với kênh Hiếu Bio của Thái. Thì mấy hôm nay bây giờ em có nhập ít chim về để cho anh em xem ha. Ngoài ra em nhận kiếm chim theo cậu cho anh em vì dòng cua Thái. Hiện tại thì trại đã nhập ít Văn Hoa đang sinh sang. Thì clip này em sẽ quay xa xa cho anh em những cặp Văn Hoa đang sinh sản ha. Thì cặp này mới đem về cho anh em luôn, hàng đẹp tuyển cũng tương đối ok, nó đang ra thay lông đu nha anh em. Đó, cho anh em xem bảo hành 100%, một trống một máy, hiện tại đang có giá là 3 triệu một cặp, 3 triệu một cặp cho anh em xem để về làm giống. Lòng lá tương đối mướt, bóng bẫy sạch sẽ. Hôm nay em tổng hợp clip những cặp chim mới về cho anh em xem vài cặp ha, để cho anh em xem rõ và có cách nhận định đánh giá thích cặp nào mua cặp đó. Clip thì em sẽ cố gắng quay rất rõ cho anh em xem. Thời gian qua là cảm ơn anh em rất nhiều, có nhiều anh em ủng hộ khắp mọi miền đất nước, từ miền Bắc đến miền Trung. Chim đẹp, bóng bẫy, hàng đầy túi chắc. Rồi, cặp đầu tiên. Thì trong tiêu đề em sẽ có mã số nha anh em. Mã số trong tiêu đề đó thì trong hôm nay thì sẽ cố gắng quay cho anh em vài cặp trong clip hôm nay. Thì đây là cặp đầu tiên. Anh em mua thì báo nhớ báo mã số clip ở trong cái tiêu đề nha, để em dễ biết và kiểm tra cho anh em. Rồi. Rồi cặp này chúng ta đánh cặp thứ hai trong clip hôm nay. Đây là cặp thứ hai thuộc dòng Văn Hoa đỏ luôn, lồng lá bóng bẫy đẹp, tuyển chọn luôn ha, bảo hành 100%, một trống một máy. Cặp này hiện tại đang có giá là 3,3 triệu, ship toàn quốc cho anh em khi nổ tài khoản. Anh em lưu ý ha, mỗi thời điểm thì cặp chim nó sẽ có một cái giá khác nhau đó, cho anh em giới từ ta đến sinh sản. Ví dụ tao thì giá nó sẽ rẻ hơn, trưởng thành rồi chim con thì rẻ hơn. Chim con thì dao động tùy cặp 600-700, 700-800 triệu mấy một cặp. Chim trưởng thành và chim sinh sản, đã sinh sản rồi thì sẽ bảo hành 100%, một trống một máy cho anh em, ship toàn quốc. Trong quá trình vận chuyển chim, nếu chết trong thùng, bên em chịu hoàn toàn trách nhiệm, hoàn tiền đúng 100% cho anh em luôn. Đó là những cái hình thức bảo hành bên mình, và chim sinh sản sẽ được bảo hành 100% một đúng một trống một máy, để cho anh em yên tâm. Nhiều anh em là rất sợ, là lo lắng, là không biết là về có sống được không, có chết không, đi đường xa 1700 cây có đủ điều kiện để chim sống không, thì bên em hoàn toàn chịu trách nhiệm mà lo phí, lo cái hình thức vận chuyển cho anh em ha, còn phí vận chuyển thì anh em hỗ trợ thêm. Rồi ngoài Bắc thì thường 300.000 không, tùy cách em thương lượng với nhà xe thôi, nhà xe lấy bao nhiêu thì em trả bao nhiêu, em không tham gia vào cái phí đó. Còn chim là bán là cam kết đúng cặp đúng clip để cho anh em không phải bàn cãi, hàng VIP tố chắc khá ok. Đây là cặp Văn Hoa đảo ha, để chuyên để lấy giống đi. Rồi cặp này chúng ta đến với cặp tiếp theo. Đây, cặp tiếp theo của clip hôm nay, Văn Hoa đỏ luôn. Thì dòng Văn Hoa đỏ này là ưu điểm của nó là sẽ có cườm trắng nha anh em, bảo hành 100%, một trống một máy. Còn một con đuôi dai, một con là đang ra lông đuôi. Thì hôm qua là nó có một hai cặp lông đuôi nó hơi xấu nên mình nhổ luôn nha anh em, nhổ rồi cho nó ra lại thôi. Với dòng chim cu này thì nó ra lông đuôi rất nhanh, tốc hành, rụng cho cũng rất nhanh, nhưng mà ra cũng rất là nhanh nha anh em. Lông đuôi của nó tầm nửa tháng đến một tháng là có khả năng nó ra được 5-60% rồi. Anh em lưu ý điều này, không có gì phải ngại hết. Về lỡ mà có rớt 1-2 cộng lông thì anh em cũng thông cảm nha. Quá trình vận chuyển đi thì khi có nhiều con nó cũng nhảy trong thùng, nó say xe thì nó rớt 1-2 cộng lông thôi. Cặp này thì có một con hoa đỏ mà con ở trong là khá hài hòa đó nha anh em, VIP luôn.
chất lượng cho anh em xem. Thì hiện tại cặp này đang có giá là 3,7 triệu, ship toàn quốc khi nổ tài khoản. Trong clip hôm nay thì em tổng cái vài cặp cho anh em xem thôi nha. Đó, trên đây là ba cặp, anh em cứ mở máy điện thoại coi kỹ lưỡng, nhớ đăng ký và subscribe kênh để em ủng hộ em. Một lần xem của anh em không mang lại giá trị gì cho em nhiều, nhưng cũng đó là một cái sự ảnh hưởng rất lớn, báo cho em biết là đã có người xem clip. Miễn là anh em vui vẻ được rồi, còn giá cả thì anh em có thể bớt nhắc tùy thương lượng của hai bên, bớt cho anh em tiền cà phê này nọ là ok, không có gì phải bàn cãi. Quá khủng, cặp chim này là cũng tương đối chuẩn đấy. Còn về để chữa thì anh em nuôi, thời gian quay nhà quay cửa, còn em có trách nhiệm bảo hành 100% một sống một máy, không gì phải bàn cãi. Rồi, chào tạm biệt anh em.